nhật SEA Games 31, Quách Thị Lan lần đầu giành huy chương vàng cá nhân SEA Games, Nguyễn Linh Na phá kỷ lục quốc gia đứng im 17 năm. Ấn tượng đàn cá tự nhiên hàng ngàn con xuất hiện tại láng nước rộng hơn 3 hecta. Đang ngồi tâm sự với bạn, người đàn ông bất ngờ nhảy kênh. Cảnh sát giao thông mạnh tay xử phạt phương tiện chạy trong làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Phút đời thường, thú vị cách đặt lợp bắt ba khía mang về thu nhập cao cho người dân. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, tính đến hết ngày 17 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31 với 105 huy chương vàng, 65 huy chương bạc và 64 huy chương đồng. Trong đó, bộ môn điền kinh tiếp tục gây nhiều sự chú ý với những thành tích đầy bất ngờ đến từ hai vận động viên điền kinh Quách Thị Lan và Nguyễn Linh Na. Quách Thị Lan là vận động viên rất tài năng của thể thao Việt Nam. Đến cao sự nghiệp, cô từng giành huy chương vàng ASEAN 2018 ở nội dung 400m rào nữ. Dù vậy, trên đường chạy SEA Games, Quách Thị Lan chưa bao giờ giành huy chương vàng cá nhân. Trên đường chạy 400m rào chiều ngày 17 tháng 5, Quách Thị Lan đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Huyền để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành huy chương vàng SEA Games. Cũng trong chiều ngày 17 tháng 5, vận động viên Nguyễn Linh Na đã khiến cả khán đài bất ngờ khi giành huy chương vàng 7 môn phối hợp nữ SEA Games 31. Một trong số các nội dung khốc liệt nhất của môn điền kinh với số điểm 5.415 điểm, phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm. Cảm xúc của em bây giờ kiểu rất là khó tả vì đây là lần đầu tiên em tham gia vào SEA Games, là năm đầu tiên của em và cũng phá sâu cái kỷ lục mà cá nhân của em đề ra. Em rất là vui, và em không biết diễn tả thế nào. Trước đó, vận động viên Nguyễn Thị Thu Cúc Cần Thơ xác lập cách đây 17 năm là 5.350 điểm. Cũng từ SEA Games 2005 đến nay, điền kinh Việt Nam mới lại có một tấm huy chương vàng SEA Games ở nội dung khốc liệt này. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, vận động viên Nguyễn Văn Lai cũng đã mang về thành tích huy chương vàng nội dung 10.000m nam. Sau chiến thắng, anh cho biết sẽ không chạy 5.000 và 10.000m nữa, dự định sẽ làm marathon sau SEA Games 31. Thưa quý vị, tại khu vực láng nước rộng hơn 3 hecta ở ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, bất ngờ xuất hiện đàn cá tự nhiên hàng ngàn con các loại. Theo ông Nguyễn Hữu Hận và vợ là Phạm Thị Bé ở ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào đầu tháng 2 năm 2022, ông Hận, bà Bé cắt lục bình dọn dẹp để làm đường bơi xuồng cập bến lên nhà, thì phát hiện đàn cá các loại có kích cỡ khoảng 2 ngón tay ở trong láng nước, cặp con kênh Phú Hiệp, ngang trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Đức. Thấy đàn cá đến ở, ông Hận cho đàn cá ăn bằng cơm nguội. Mỗi ngày cho cá ăn 2 buổi sáng và chiều, nên đàn cá về rất đông. Từ đó ông Hận tự bỏ tiền mua thức ăn viên công nghiệp để cho đàn cá ăn. Mỗi ngày, ông Hận cho đàn cá ăn 2 bao thức ăn 50kg, tương đương 560.000 đồng. Đến nay, đàn cá lên đến hàng ngàn con các loại, như cá chép, cá tra, trắm cỏ, mè dinh, mè hoa, tai tượng, cá chài, cá rô phi, vân vân. Ông Hận chỉ nuôi đàn cá để xem và bảo tồn chứ không bắt bán hay làm thịt chế biến thức ăn. Thời gian qua, bên cạnh những loại cây ngắn ngày thì nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng lựa chọn những loại cây trồng lâu năm như sầu riêng, măng cụt để trồng. Trong đó, cây măng cụt đang là loại cây trồng được nông dân trong huyện phát triển mạnh về diện tích và đã mang lại thu nhập cao cho người dân. Thống kê toàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hiện có 124 hecta măng cụt, trong đó có 87 hecta đang cho trái với tuổi cây từ 7 đến 30 năm. Theo nhiều nông hộ trồng măng cụt ở huyện Phụng Hiệp, măng cụt là loại cây lâu năm, nếu chăm sóc và khai thác đúng kỹ thuật, tuổi thọ của cây có thể kéo dài hơn 100 năm. Cây càng lớn sẽ cho năng suất càng cao. Bình quân cây 10 năm tuổi cho năng suất 30kg một cây, cây từ 15 đến 30 năm tuổi cho năng suất từ 50 đến 100kg một cây. Hiện nay, măng cụt đang vào mùa thu hoạch chính vụ. Nhà vườn thu hoạch xong, thương lái sẽ vào tận vườn thu mua với giá 55.000 đồng một kg. Trung bình, cây măng cụt 30 năm tuổi
trừ hết chi phí, cho thu nhập hơn 4 triệu đồng, tương đương 80 triệu đồng một công. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến dự án thành phần Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2022. Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được chia thành hai dự án thành phần, gồm dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có tổng chiều dài 37,65 km, trong đó đoạn qua Hậu Giang dài 37,05 km. Tổng mức đầu tư dự kiến 9.769 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau có tổng chiều dài 73,63 km, trong đó đoạn qua tỉnh Hậu Giang dài 26,61 km. Tổng mức đầu tư dự kiến 17.485 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quy mô xây dựng, giai đoạn phân kỳ 1 gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường là 17m, giai đoạn hoàn chỉnh, mặt đường rộng 24,75 m. Dự kiến việc triển khai thi công và hoàn thành đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào năm 2025. Thưa quý vị, đang ngồi tâm sự với bạn trên cầu đỏ, đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì người đàn ông bất ngờ nhảy xuống kênh mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và cứu sống người này. Sáng ngày 18 tháng 7, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng đã tìm thấy anh Nguyễn Văn Chánh, 32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận trong tình trạng hôn mê bất tỉnh và chuyển vào bệnh viện cấp cứu sau khi anh này nhảy kênh tự tử. Theo phòng PC07, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 5, anh Bùi Trung Minh chở bạn bằng xe máy trên đường Nguyễn Xí. Khi đến cầu đỏ thuộc phường 13 quận Bình Thạnh, hai người dừng xe lại trên cầu ngồi tâm sự. Bất ngờ anh Chánh nhảy xuống kênh cầu Sơn mất tích. Lúc này, người bạn hốt hoảng hô hoán cầu cứu người dân, đồng thời trình báo công an. Sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy anh Chánh dưới gầm cầu đỏ, cách vị trí nhảy 35m trong tình trạng hôn mê. Các chiến sĩ dùng băng ca đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng với hơn 2 hectare rừng bị chặt phá, hủy hoại vừa xảy ra tại bản Cốc, xã Sơn Thủy, huyện vùng cao biên giới Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã và đang gây bức xúc trong dư luận tại địa phương. Được biết, Hạt Kiểm Lâm huyện Quang Sơn phối hợp với Ban Nhân dân xã Sơn Thủy vừa kiểm tra rừng tại khu vực bản Cốc, xã Sơn Thủy, phát hiện rừng tự nhiên bị phá trái phép là 21.162 m2. Trên diện tích rừng bị phá đã chặt hạ 28 cây gỗ, khối lượng hơn 25 mét khối. Vụ phá rừng tự nhiên này xảy ra tại tiểu khu 184, bị phá 8.183 m2, và tại tiểu khu 15010, cũng rừng tự nhiên, bị phá 9.497 m2, trong đó 28 cây gỗ có đường kính gốc từ 17-55cm bị chặt hạ. Thời điểm phá rừng là tháng 4 năm 2022. Đối tượng phá diện tích rừng này là Vi Văn Anh, 40 tuổi, trú tại bản Cốc, xã Sơn Thủy. Cũng tại tiểu khu 184, em trai của Vi Văn Anh là Vi Văn Thiết, 36 tuổi, cũng trú tại bản Cốc, đã phá hủy hoại 3.482 m2 rừng tự nhiên. Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quang Sơn khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quang Sơn để thụ lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thủy và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về rừng. Mới đây, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đã phát hiện và xử phạt 400 phương tiện lưu thông trong làn dừng khẩn cấp. Các trường hợp vi phạm được cảnh sát giao thông phát hiện trực tiếp hoặc thông qua hệ thống giám sát bằng camera trên cao tốc. Mỗi trường hợp tài xế vi phạm bị cảnh sát giao thông xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hành vi tài xế điều khiển phương tiện lưu thông trong làn dừng khẩn cấp là rất nguy hiểm. Làn dừng khẩn cấp để các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc gặp sự cố để dừng đổ, trong khi chờ lực lượng cứu hộ. Chỉ có các phương tiện ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương, công an và các lực lượng đi làm nhiệm vụ được phép lưu thông trong làn dừng khẩn cấp. Hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc. Bên cạnh đó, hành vi trên cản trở, gây khó khăn cho các phương tiện đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Thưa
Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bắt đầu lặn lội theo cặp mé biển có nhiều cây đước, cây mắm để đặt lợp bắt ba khía. Cách đặt đơn giản nhưng mỗi ngày, người dân mưu sinh bằng nghề bắt cá, săn ba khía ở đây, sống khỏe. Những phút cuối của chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về công việc thú vị ấy ngay sau đây. Nói về cách thức đặt lợp ba khía tươi sống ở những cây đước, cây mắm, ông Phan Văn No, người có biệt danh ông Ba Khía ở Hòn Me, huyện Hòn Đất khẳng định cách đặt lợp ba khía khá đơn giản, chỉ cần lợp và mồi, có thể là cá khô, mỡ heo, có mùi tanh, mùi hôi là đi đặt được. Ba khía này đó thì rớt cây mưa xuống, nhất là chạy nhiều mạnh nhất là vào tháng 6, tháng 7 là chạy mạnh nhất. Tháng 6, tháng 7 mưa dầm, nó chạy mới mạnh. Còn nếu mà hiện giờ là nắng hoài, nhiều khi nắng 3-4 ngày cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà nhờ cái đổ cái mưa xuống chừng nào nó chảy mạnh chừng đấy. Gắn bó với nghề hơn 5 năm, ông No hiểu hết tập tính của con ba khía sinh sống. Do đó, mỗi lần đi đặt lợp, ông No ít khi nào về tay không. Cái câu đặt lợp này thì nó nhẹ nhất. Ví dụ sáng mình đi làm, mình đặt xuống rồi là bắt đầu 3 giờ rưỡi mình dỡ. Nếu có khả năng thì đặt lại sáng mình dỡ cái nữa. Đó. Khi đặt ba khía, ông No cũng như nhiều người dân khác ở địa phương thường lựa những lùm cây, chỗ có nhiều hang ba khía ở. Tuy nhiên, để đảm bảo ba khía mạnh dạn vào ăn mồi và dính được nhiều thì sau khi đặt lợp xong, ông No bẻ ít nhánh cây xanh phủ lên lợp. Có lẽ bằng cách này, có khi mỗi lợp trúng mánh, ông No có thể bắt dính 20 đến 30 con ba khía một lợp. Mỗi ngày với 30 đến 40 lợp, ông có thể kiếm được ít nhất từ 7 đến 10 kg ba khía sống và bán với giá 40.000 đến 80.000 đồng một ký ba khía tùy loại. Đồng thời, sau khi trừ đi công, tiền mồi thì gia đình ông No sống khỏe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Rức. Còn bây giờ, Bích Lân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.